MC đám cưới vô duyên tự ý livestream đủ tư thế của bạn cô dâu để mua vui, gây phẫn nộ mạng xã hội. Hành động khiếm nhã và xâm phạm hình ảnh riêng tư cá nhân của nam MC đã có vợ con khiến ai nấy đều vô cùng bức xúc lên án gay gắt. Mới đây, đoạn clip cô gái xinh đẹp bị ghi hình trộm trong đám cưới ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã khiến rất nhiều người bức xúc lên án gay gắt nam MC đã livestream. Việc tự ý quay rồi để bạn bè vào bình luận khiếm nhã làm mất thuần phong mỹ tục của nam MC này, nhận về hàng nghìn gạch đá từ dư luận. Cô gái xinh đẹp, người bị nam MC ghi hình trộm là Dương Thị Trang 23 tuổi, Thái Nguyên. Sau khi phát hiện bản thân bị ghi hình trộm, cô gái đã chụp màn hình và đăng tải bài viết tố bị một MC đám cưới ghi hình trộm hình ảnh, phát trực tiếp trên trang mạng xã hội. Trang đã lên tiếng cầu cứu cư dân mạng, mọi người cho em hỏi là đăng hình ảnh người khác khi chưa được sự cho phép lên mạng xã hội để mục đích cá nhân thì kiện như thế nào ạ? Chả là hôm nay em có đi đám cưới chị gái dưới Phú Bình, ngồi chờ đi ăn thì anh MC vui tính lại phát trực tiếp quay lén em tầm 10 đến 1 năm p với đủ tư thế vô cùng thú vị để mua vui với bạn bè. Trang cho biết anh MC cầm điện thoại sát ngực rồi giả vờ nhìn nọ kia để em không phát hiện thấy, khi em phát hiện ra và đi chỗ khác thì mới thôi. Vừa hay đứa bạn em lại kết bạn mới anh này rồi nó gửi hình cho em xem, anh ý để chế độ bạn bè nên em không vào xem được. Là một MC dẫn chương trình đám cưới ăn mặc lịch sự đàng hoàng, có một vợ hai con mà hành động như bọn trẻ danh mới lớn, giờ khi nhắn tin cho anh thì anh ý đọc không rep, lại còn hỏi kiện gì và ca nhận được một lời xin lỗi nào. Thời đại này mặc váy cũng chẳng hở được gì đâu, nhưng bạn bè anh vào comment những câu như thế em không bỏ qua được. Em với anh cũng không hề quen biết mà em cũng chẳng hở quần si hay áo lót mà anh phải quay video cho bạn bè anh xem để làm trò cười như vậy. Thử hỏi mọi người trong cuộc sống, đôi khi mình không để ý tới tác phong mà bị quay lén như này thì có chịu nổi không? Ngay sau khi bài viết của cô gái được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Cộng đồng mạng tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước hành vi khiếm nhã của anh MC dẫn chương trình đám cưới. Nhiều người yêu cầu người đàn ông phải lập tức xin lỗi cô gái và hy vọng cơ quan chức năng sẽ xử lý hành vi này để răn đe.